Đó. Thì mục đích của tôi hôm nay á, là cầu hai ông đến nhà tôi chơi. Đến khách sạn á, hôm gài ông có biết khách sạn của tôi không? Sao em không thấy ông ta? Anh nói là sao em không thấy? Thấy gì chưa? Đâu kìa. Trời ơi, đứng đóng nhưng mà không thấy nữa. Ủa, đang đứng cao nhộng nữa. Để Trời tôi ơi, ôi vô, sao vô? Gì đâu? Thôi, tại không lẽ ra nào tôi không thấy vậy? Mến chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại với video mới của mình. Thì hôm nay mình cầu quỷ sư tổ và quỷ mặt đen về nhà mình thăm khách sạn, cũng như là hổng gài lâu rồi mình không có mời hai ông đến khách sạn ở ngoài giữa rừng tham quan cả nhà. Thì hôm nay tôi mời vong hồn thầy trò quỷ mặt đen, nếu mà hai ông có nghe cái lời của tôi khẩn cầu á thì hai ông hãy đến đây tham quan ha. Rồi coi, mới vừa ấy lại quỷ, mới vừa thà cầu lại liền mới ghê á. Trời ơi, hay không hay vậy? Hả? Hay. Cái thằng nhỏ chạy xe nghe không thấy ông luôn ta, sao mới về cầu lại liền hay vậy? Cầu sao đó? Thì mục đích của tôi hôm nay á, là cầu hai ông đến nhà tôi chơi. Đến khách sạn á, hôm gài ông có biết khách sạn của tôi không? Công nhận hai cha nội này đứng cặp máy lộ mà xe người ta chạy qua lại không thấy luôn ta, hay thiệt. Hai ông làm cũng như là che mắt người ta cho người ta không thấy đúng không? Có tài quá. Không gài hai ông ở đâu? À, ngoại giờ còn không hay là người ta sang bằng hết rồi? Ôi sang rồi. Sang hả? Giờ vô đâu ở? Ở chỗ vòng cái gốc cây quá. Ok, bữa hổm gặp ma da rồi đó. Vậy hôm nay tôi cầu ông đến đây cũng đúng lúc rồi. Tí nữa tôi đi ra ngoài khách sạn rồi tôi cầu ông ra ngoài tiếp nha. Ra ngoài tham quan ha. Quỷ mặt đen gài sao rồi? Có đi cua gái được không? Sao vậy? Sao tu? Hết tiền hả? Hết tiền đâu gái nào chịu. Thôi về đi vô trong ha. Chịu coi, ổng ẩn rồi cả nhà. Chắc có lẽ hai ông ta còn quay quẩn ở ngoài này nè. Để họ mình xuống phía sau, phía gần ở dưới ga khách sạn mày. Rồi lấy nhang đèn bánh nước ra rồi cầu hai ông ra chơi. Cũng có nhiều bạn, có nhiều quý anh chị comment nói sao lâu quá không có thấy thầy trò quỷ mặt đen nha. Thì hôm nay mình quyết định cầu hai ông về. Ở đây có bộ giấy rất là tuyệt vời các bạn, một bích luôn ha. Quá trời ơi, móc cắt chắc phê luôn quá. Bắt cái thang lên luôn.
Thì sao bà không vô bà ngủ, vô nhà ngủ rồi Phượng? Nằm đây mát. Nằm đây mát nè. Vậy hả? Gió thổi. Cứ nằm nghỉ ngồi vô. Nằm đây nãy giờ có thấy gì không? Thấy gì? Thấy gì? Không thấy gì hết đó hả? Có thấy thầy trò Quỷ Mặt Đen lại đây chơi không? Thấy đâu. Phải không? Quỷ Mặt Đen lại đây nữa. Ừ. Hồi nãy hai ông đến cổng nhà mình á, rồi tôi kêu hai ông vô khách sạn chơi nè, mà chắc có thể là tôi chưa cầu á. Ừ. Ừ, ông chưa xuống nè hả? Ừ. Không thấy ai chưa? Không thấy mặt đen mặt trắng gì hết đó hả? Không thấy ai đâu. Trời. Chưa thấy ai hết á. Ừ. Chắc anh chưa cầu ổn không, chưa về gì. Ừ. Chừng nào anh thấy đâu anh chỉ cho em nha. Thấy ghê. Gì đâu ghê. Nam Quang Hiền mà không phải mong dữ đâu mà ghê bà. Đúng rồi, tự nhiên anh nói nãy giờ em nằm mình đây có thấy gì đâu, tự nhiên anh nói nghe em sợ. Gì đâu sợ. Có khi nào mà xem clip của tôi thấy thầy trò Quỷ Mặt Đen không? Ờ. Khán giả người ta yêu cầu, người ta kêu tôi á là cầu thầy trò Quỷ Mặt Đen về để chơi. Ổng về cũng lâu lâu rồi ha. Lâu rồi. Không thấy ổng về. Anh không cầu ổng. Ôi bữa hổm sao quên nữa. Hôm mình ăn tân gia sao anh không mời ổng về? Tân gia thì mình cúng kiến mình mời tất cả mà. Ôi nói chứ mời cũng phải mời kêu ổng chứ. Có kêu đủ chứ, nhiều khi ổng đi bằng cái bằng gió bằng mây ổng không xuất hiện sao? Ờ, kiểu như sợ đông người á ha. Ừ. Ổng đâu xuất hiện ha. Cái chuyện ổng ta sợ. Ổng hửi thôi. À, chắc chịu. Ừ. Vậy là bữa nay anh có gặp ổng rồi. Ừ. Anh mời ổng về đây hả? Mời về đây. Ổng có nói gì không? Có. Nói sao? Ổng nói mày ra chỗ khách sạn mày đi, mày cầu tao ra tao tới. Ừ. Khi nào mà anh thấy ổng anh nói nha, anh cầu rồi cái mày nói nghe nè, kêu ổng cho em thấy chứ nha. Em biết nhiều khi hồi bà thấy ổng kiểu như bà có cặp mắt âm dương sao, nhiều khi tôi cũng thấy bà thấy. Ôi, dễ gì tao thấy bữa hổm phải thấy hai cô kia rồi. Cô gái bà hổm á hả? Ừ, thì khi ta cho thấy nó thấy chứ. Bà hổm cái con quỷ đồ dê nó phá rối làm không có giúp được gì hết trơn. Vậy hả? Giúp được chứ có cô gái 20 tuổi chứ, cô gái nhỏ tuổi á. Thì giúp được có một cô đó hả? Ừ, còn hai cô nữa. Nay muốn mua bộ hông quá trời luôn anh. Ừ. Mưa hết trước luôn rồi. Ừ. Hôm gà mới mưa có con đám mà. Là ổng kêu anh ra đây cúng cầu ổng là ổng về hả? Ừ. Chắc ổng còn rộng đâu đấy. Anh gặp ổng rồi. Rộng mà đừng lỗ. Vậy là anh mới gặp mà lỗ hả? Ừ. Lâu quá rồi cũng nhớ ổng ha. Ừ, lâu. Lâu quá sức rồi. Nãy mới vừa cầu cái gặp ổng liền bà. Hả? Ổng mà linh lắm. Ừ. Đúng rồi, bữa nay không thấy anh nhà ổng 11 giúp giùm mấy cô đó luôn em. Cho về chùa có được không? Biết sợ cái con quỷ đồ dê hả? Quỷ đồ dê. Kêu ổng lại bảo vệ quỷ đồ dê đâu có dám lại. Tại tôi đổ vong chứ không lẽ quỷ đồ dê họ cũng là vong, không lẽ họ đến đây mình đuổi họ cũng kỳ. Thì ổng chọc mấy cô gái đó thôi chứ ổng đâu làm gì. Ừ. Ổng cũng hiền mà. Hiền. Ừ. Chắc
bắt em đó nha, ổng mấy ông nó xích nhau về đây để phù hộ cho anh mà ngăn, chứ ổng đâu có làm gì đâu. Tự nhiên có vé nó bay leo qua trời. Vé hả? Ừ. Kỳ lạ nha. Cháy gian anh ơi. Đèn sao? Cháy à? Sao? Rồi, mai thầy cho quỷ mặt đen đến đây đến đến khách sạn hưởng nhang đèn đi, ăn bánh. Ông về ăn bánh đi. Ừ. Quỷ mặt đen, tổ mặt trắng. À, mời đi. Về ăn bánh không đi. Trời. Hôm nay mấy ông về á, mấy ông cho tôi thấy mặt mấy ông bữa rồi. Đừng đâu cho tôi xin con số với. Thôi, không có chơi số đâu xin. Mấy ông về nhớ cho tôi thấy mặt đây, tôi nói chuyện với mấy ông bữa đây ha, chứ đó giờ coi trong phim không à, ở ngoài chưa thấy mặt mấy ông. À, chưa thấy à. Chưa, bữa nay coi thử coi. Em đứng đây ổng dám vô không ta? Không dám mà nằm giỏng đi, coi cái nằm giỏng bình thường. Rồi vô nằm giỏng giao tiếp bữa coi. Ổng chơi đi, ngồi chờ ổng ra cái gì. Mà nói chứ chừng nào ổng lại tới anh nói cho em biết nha. Khi ổng tới ổng hỏi bà trả lời gì vậy? Ừ. Gì không? Em nghe gì mà hù hù em nghe ghê quá anh ơi. Hù hù là gì? Em nghe hù hù hình như ổng la ổng tới. Đâu hù hù? Coi kìa, hai ngọn đèn đứng thẳng luôn anh. Mai nó có bà hay gì ổng ngại rồi chết đấy. Thôi ông mấy ông vô đại đi, bữa nay ngại gì cho tôi thấy mấy ông coi đó giờ á, coi công phim không à, rồi không mấy coi camera không. Chứ chưa có thấy mặt thiệt của mấy ông luôn á. Qua nằm giỏng đi, chúc hai ông tới. Ba nhân giỏng lại đàng hoàng ngồi cao cao chút. Đó. Đó, quýt đen lại kìa. Đâu? Cái tù lượng đóng dưới kìa. Đâu? Bên đây đó, bên góc cầu cái giữa. Đâu ta? Thấy không? Chưa thấy. Để nhìn ra thử. Em chưa thấy đâu. Ông quỷ mặt đen ông đâu ta? Lên hưởng nhang đèn đi, mới thấy ông mẹ. Sao em không thấy ông ta? Anh nói là sao em không thấy? Thấy gì chưa? Đâu kìa. Trời ơi, đứng đóng nhưng mà không thấy nữa. Quỷ mặt đen đứng cao nhộng đó. Trời ơi, thôi vô, thôi vô. Gì đâu? Tại không lẽ ra nào tôi không thấy vậy? Thôi ơi. Có gì đâu sợ trời. Thôi ơi, vậy. Thôi ơi. Trời ơi, đó giờ tôi mà giờ mà mà... Ông là nhà tôi hoài mà ông biết tôi hả? Tôi biết của tôi á. Tôi ở đợi cho bà. Ừ. Thôi ơi, cũng tự giới thiệu tôi là phu nhân của ổng á. Trời mà ơi. Đó giờ tôi đâu có biết ông đâu. Rồi, biết ông mà không có gặp mặt. Dạ, bà thấy ông không? Thấy rồi. Ủa, là vợ không hả? Ờ. Ờ, đúng không? Ủa nào? Trời ơi, tự nhiên làm hết hồn hết chía luôn trời. Đâu mà... Giờ mới kiếm được luôn. Rồi.
Hả? Thôi, ông cứ lỗi rồi. Lỗi gì vậy? Thôi. Trời ơi, tự nhiên không thể tủi thương chi. Họ cho biết. Không quen. Ôi, quen này, thấy mặt là quen rồi. Chứ hỏi tuổi làm gì, thôi. Tôi đâu có cho ông biết tuổi tôi được. Ủa mà nãy ông lên đường nào, sao tôi ở đây tôi không thấy vậy? Ôi quen hả? Ôi, trời ơi. Ủa bữa nay nãy nghe Thiệp anh nói có hai ông lần sau ông lên có ông vậy? Còn ông nữa rồi. Ông kia đâu? Hả? Còn ông nữa đâu? Ô hỏi kiếm chứ cái chỗ tôi ra giờ á. Đừng có đứng sau lưng nữa. Ôi ông muốn đứng đâu cũng đứng à, đừng có sợ. Ừ. Đứng ghê vậy? Ông muốn đứng đâu cũng đứng mà sợ làm chứ. Mà không đâu rồi. Tôi nghe hai người mà giờ mới có người ghê vậy. Không phải thấy cái chỗ cho là ghê đâu. Đúng rồi. Vậy hả? Trời ơi, tại coi là thấy tôi đứng đồng quen á, mà không kêu thôi biết ngỡ coi thấy đâu. Quen. Quen mà. Coi trong phim hoài luôn. Coi trong phim là biết tôi biết là đâu. Bữa nay không biết quen. Tôi ha. Cho tôi xin coi mặt rõ một chút ơi. Ông cho xin coi chút xíu. Coi ngại lắm. Trời ơi, có gì đâu. Đâu cho bà coi chút xíu coi đó giờ mình... bà coi phim không mà. Ừ. Mình quen biết không đó. Mà ông vô cửa nhà tôi hoài luôn. Ừ. Tôi mua đồ rồi cúng ông hoài luôn á. Ông cúng ông là tôi mua đó. Ha, làm quen ha. Giỡn tiếp coi. Giặt tóc ra cho bả giặt tóc luôn. Coi mặt con có gì không, đang đen có gì đâu. Sao nội tôi thấy mặt đen rồi cái ớn. Ủa mặt đen thì gương mặt đen lùi. Ôi con đã thằng kia hả? Không có, đẹp. Đen là đẹp. Tại dùng mình, tại tự nhiên nó gió thổi mát mát lạnh. Chứ mà chê em đâu. Mặt của ổng là giống mấy ha, người mà chút. Mẫu ở bên châu Phi á. Cho xin coi chút đi. Mấy cô chú bên kênh nó đòi coi mặt không á. Mà giờ cho tôi xin coi chút đi. Mày thấy quá mặt con khéo không em? Đẹp nổi ốc luôn ha. Không đẹp ghê luôn á. Thẹo không hả? Mặt không đẹp cũng xài luôn. Đâu mà hỏi ổng thì sao thẹo luôn vậy? Nè, dây gà nổi lên mất trên. Công nhận đẹp thiệt. Mặt này là làm cái dây gái nè. Gặp dây mấy bà mà sùng sồn có chồng á, rồi chồng ta gượt. Mà tin... tao bự lửa đốt cơ mà. Mà tôi nói cho ông nghe nè. Cho làm quen cái này tôi nói chuyện này cho ông nghe vui lắm. Ha. Cho tôi coi mặt một chút xíu nè. Con hoàng hả? Chưa có thấy rõ. À, thấy khăn toàn họ rồi nè, thấy đẹp tới vậy. Ừ, đẹp thiệt. Có một chứ không có hai luôn. Không phải muốn coi được đâu. Cho xin gỡ một chút coi, sao tôi thấy mắt âm bự quá vậy? Xin hỏi. Ủa, đen mà. Xí, đừng gậy nha. Mắt lồi. Ừ, sao vậy? Mà nó đỏ đúng không? Mắt đỏ, mặt đen phải không? Tôi nói cho ông nghe nè, ông lại nhà tôi hoài luôn đúng không? Ông lại cửa hoài luôn. Cái tôi cúng gà cho ông nè. Ừ. Tôi cúng bánh cho ông. Muốn gì cũng cúng hết trơn á ha. Mà bữa nay tôi nói cho ông nghe nè, ngày hôm qua tôi đi bắt ma da nó quýnh tôi nè, không bầm tay luôn nè, tay tay luôn thấy không? Dò tôi nè ông. Coi nè, bầm luôn nè ông, thấy không? Mới mốt quá ông giúp giùm tôi nè. Ghé ô bắt quỷ ấy, bắt ma da. Bắt ma da chứ bây giờ á, trai lớn cũng ô quỷ mặt đen bắt ma da gì, ma da lâu rồi đó dám chết lần rồi. Nhưng mà chiếc này có tôi ngủ. Ô ngu xạo lắm. Thu xẻo hả? Ủa đang làm lại đâu. Đi ông nè, cái phụ không á. Phụ bắt á. Cái tôi cúng gà cho ăn nữa. Còn mà ông mà không phụ tôi là tôi cộng sư tổ lên á. Được. Sư tổ là hay lắm. Ủa gà là được. Gà là được đúng không? Ủa quá trường cần trú. Trời ơi, giờ chúng chết luôn mà tôi bắt không được nè. Mà thấy không? Mà đây nè, đâu có nói gian đâu nè, bầm nè. Thấy không? Giò nè,
Trời ơi. Có tiền không? Hả? Có tiền không? Có. Xin tiền nè. Quỷ mặt đen là xin tiền để chiêu con cô gái. Xin tiền á. Phải không nghe, tôi nghe ông mê gái lắm luôn á, đúng rồi. Được rồi, bà kiếm nó thao gì bà đốt hai sắp cho ông đi hay không? Được rồi, đúng có rồi. Ông kia nữa, có ông kia nữa mới đốt được chứ. Là bà đốt trước cho là ông này. Đốt hai sắp. Đốt không? Thôi. Từ từ mới đốt. Hồi một ông một sắp. Chứ bà đốt trước là ông mặt đen này ông đi cua gái hết luôn á. Mỗi một ông có ông sắp. Để lấy gì? Vậy là hai ông phải đều giúp cho tôi hồi để tôi hỏi bánh. Ông xin tỏ là ông có chịu giúp tôi không mới được. Bây giờ ông ăn bánh đi, một hồi nữa tôi cho tiền nữa nè. Nữa ai vô bánh rồi. Bây giờ ông kêu ông sư tổ lên đi. Đó, hai ông vô ăn chú vui. Rồi ăn trước ông vợ món luôn nữa. Đúng rồi, ông đã sư tổ không mà ông ăn trước là hồi sư tổ này. Đó ơi, tao cúng kìa. Kêu lên đi rồi hai ông dùng bánh. Rồi vậy này cho tiền hai ông luôn. Hỏi ổng, để tôi hỏi ổng coi ổng có chịu giúp tôi không. Không rồi, ổng giúp tôi giúp. Đó, thấy chưa anh? Ổng không giúp thì ông này giúp. Tôi có tiền có gà là được hết à. Ông ăn bánh đi. Ông tính ăn mà ông sợ ăn trước ông sư tổ rầy. Sư tổ ra kìa. Thôi ông. Ừ. Ông sư tổ ông lại vậy. Ô chào ông. Chào sư tổ. Thôi ông thấy. Ô sư tổ có ông thú cưng nữa hả? Hả thôi vô vuốt cái này con chó là nó thấy là nó đi theo đâu à. Ừ, ừ, có hả? Dạ. Ông lại nhà tôi ông thấy thú cưng của tôi lại rồi ông bắt nuôi gì vậy? Có ông đúng rồi hả? Ủa, có quá vậy? Một con hả, nó nói tao nó đi theo chân rồi nè. Ủa, có con tra mà. Ừ, cho ông ta, trả ông ta đi. Ủa, nó cũng quá, nó quất quá hả? Ừ, đừng nói ông ta có cúng mà, quá trời mà. Ủa hả? Ừ. Ủa. Ừ, quá trời nhớ luôn. Ủa, con chó hả? Ủa, gió bánh chục có răng hả? Có bánh. Rồi mấy ông lên dùng bánh đi. Rồi hồi nữa tôi lì xì cho hai ông nữa nè. Thì ồ. Không? Thấy không? Trời ơi tiền nè, mới cảo luôn phải không? À. Ừ, có hả? Ừ, tiền nè. Ồ. Trời ơi, cái đồ lo nó ngỏ không hết. Đâu có tôi ông nội ơi. Sao con theo ông sư tổ hả? Ờ, sư tổ á. Chú mẹ đi theo đâu rồi? Đó hả? Sư tổ ơi. Đó là sinh của hai chồng ăn mày ở bên Cần Thơ về Trà Vinh đó. Thằng nó hay vừa rồi. Nó hỏi ông vậy chứ? Không phải, sao? Ông đem về nuôi luôn đi. Sao tóc ông dài dữ vậy? Không có đồ ăn đâu rồi luôn á. Ê, đó rồi. Đi bắt cá bắt mắm nuôi nó. Thế là đem có về bán rồi. Đâu xé cho nó cái bánh, đâu bành vợ mà xé cho nó cái bánh thử cái này không. Rồi ông mời quý sư tổ ăn đi. À, ông sư tổ ăn đi, đừng cho ông mặt đen không ăn. Chút phải đốt tiền, để ăn xong rồi hai đốt, rồi cũng sắp. Tính đi kêu ông sư tổ bảo vệ con hay gì thú cưng. Đó, ăn bánh này đó. À, nã hôm kia ra đây có kia hả? Ông quen nhà này nè. Ông dòm ra dòm dòm nhà này ông thấy đẹp không? Ông biết bà đứng chỗ giọng không? Đó giờ làm gì biết? Ông biết tôi không? Ồ. Trời ơi, tôi vì bà chủ nhà này nè, vợ của ông đó đó. Ông muốn hẹn với ông không à? Đúng rồi, tôi ở nhà không mà tôi đâu có dám ra đâu. Hôm nay thì tôi ra đây không mát kìa. Ông kêu tôi có mời hai ông lại, thì sẵn thì tiếp hai ông luôn chứ. Hồi đó giờ tôi coi trong phim không, chứ camera không chứ không có gặp mấy ông đâu.
Có. Đúng là hai lần quá rồi đẹp ha. Ồ. Đâu mà hỏi vậy? Ông là chưa có vợ như tuổi hỏi thử coi. Mất chứ. Không vợ người ta hỏi chi? Chưa như ông mất nhiêu năm. Thôi, không, không dám hỏi đâu. Trời ơi. Cá luôn rồi. Hả? Chán là ngày xưa là... Thôi ơi, thích ra ngoài đi. Người tu kiểu như bên đạo sĩ. Còn quỷ mặt đen thì ngày xưa là chuyên đi lấy vợ người ta. Mà tôi thấy hai ông này lạ lạ hơn người ta. Sao không ông mặt trắng, ông mặt đen luôn nha. Hai ông đi chung. Ngày xưa bị người ta đốt cháy đó, thành ra ra đen. Thường thường ông mặt trắng, ông mặt đen là người ta kêu hắc bạch vô thường. Phải vậy em ta? Còn ông mặt trắng là ngày xưa còn trẻ làm tu sĩ, rồi già sau này mất cũng có vợ, rồi giờ ông, chết hết rồi. Ông này là ông sư tổ đúng không? Ờ, ông đó là mặt đen, là đệ tử của ông này, đúng không ông sư tổ? Đệ tử ông đó hả? Lúc rồi ổng ngoan chưa? Ngoan rồi. Ổng thôi còn đi cua gái nữa không? Ông già hết tiền đâu có nhà hậu hậu. Có tu hồ. Tu rồi hả? Tu về chùa không? Ông tu mà ông về chùa không? Hôm nay nó không chịu ông chơi. Có khoan già đó, nó già không hèn chi, nãy tôi nhờ ổng chuyện. Ổng nói ổng không làm đâu, xui lắm mà. Tôi nói ông làm đi, tôi cúng gà cho ông ăn. Cái ổng nói được, có gà được. Ừ, mì chua nó bún bún ở đây nó khó. À, tính nhờ hai ông giúp giùm tôi bắt giùm con ma da chứ gì. Hai con ma da. Trời ơi, dưới sông kia kìa. Hôm qua bắt tôi nè. Cô vật lộn với đi với thằng trai tôi mà giờ thằng trai tôi sợ quá nha. Hôm qua nó giật tôi coi răng tay nè, tay nè thấy không? Rồi bầm nè thấy không? Giò bầm nữa. Mà bắt không lợi, tôi sợ quá. Bây giờ tính nhờ hai ông giúp mà giùm vé đi. Ha. Rồi cái tôi cho tiền. Hả? Chừng nào thấy vô lại đó cô. Rồi, chừng nào mà đi mà nếu mà thấy cảm thấy lạm lại cầu mấy ông lại ha. Giúp giùm tôi. Rồi trước rồi tôi cũng cảm ơn mấy ông nữa. Rồi, trước đi, chứ giờ tôi nghĩ trời ơi, giết còn nữa. Có ông quỷ mặt dê, quỷ đầu dê á. Trời ơi, có mấy cô gái đây nè. À, lợi á hả, dê quá trời luôn. Này mấy cô cái đâu mất tiêu hết trơn rồi, không thấy vậy ta. Trời ơi. Sao? Cũng có miếng cô có tiền ở nhà quá trời vậy. Không, không, không có làm liền lần một đâu. Ô. Ôi cô nữa rồi, thấy nó đào đã mình không không? Mỗi lần nhờ á. Ô. Mỗi lần nhờ là cho tiền. Rồi mỗi lần nhờ cái trúng. Cho mấy không? Trời ơi, nãy nó kêu mình vô đây rồi chủ yếu nhờ mình luôn. Nhờ ông giúp tôi đi mà. Rồi rồi cái ông muốn tôi giúp ông gì tôi giúp lại cho. Ô. Thì cho nó tiền là nó chịu à. Cho chứ. Nè nó có tiền, tiền nó nhờ á. Có tiền. Nè. Ờ có tiền à. Thôi. Thôi tôi đi. Rồi ông sư tổ sao? À, giờ tôi cũng cho tiền ông nè. Cần tôi đố không hay là ớt ký? Ồ. Đó nó ông tiền của đâu hả? Ông đó, ông lấy tiền ông rồi đó. Mỗi người sắp đó. Về nó chưa đố mà không được đâu. Thôi con đi ra đi con, đừng đi vô đó con. Hờ ha. Chưa đố không có thà được, ba không có nhận đâu. Rồi đố rồi là em hết nè. Không, mỗi người sắp thôi, ông nào cũng nhờ mà. Đốt cho tôi đi, tôi gửi lại cho ông. Thôi, đốt hết nhưng mà mỗi người lãnh sắp á. Và tôi đốt tôi lấy ở đây, tôi đốt tiền cho. Rồi xuống dưới rồi mới nhận được, mới xài được. Còn tiền thiệt, tiền này mấy ông cầm vậy đâu có xài được. Trời ơi, đốt cái kia nữa. Tôi không có đâu, tôi đốt cái nào, tôi kêu cái nào là người đó lãnh. Ha. Nào à, tôi đốt tôi kêu là cái này của ông quỷ mặt đen. Ô kêu hết quỷ mặt đen đi. Thôi, ông đi hết rồi lấy gì mà sư tổ xài. Kêu đưa đi ổng.
Thôi. Ủa ai nó giận đi. Ha. Ừ. Ai. Sao không được á. Rồi mà nhớ nha. Bắt cá này ăn đi. Con gà mày à. Thôi giờ mấy ông ăn bánh thêm đi. Rồi tôi cho tiền mấy ông. Ha, rồi mình nhớ nha. Nhớ tới Nguyễn Tây Cầu. Quỷ sư tổ với mặt đen thì lại giúp giùm ha. Hên xui. Trời ơi. Bạn kêu sao vậy? Chưa không biết vô mà chưa ra tao lại liền à. Nói ăn gà ổng chịu. Bây giờ cái mình nhà ổng mình chơi đến mình đốt tiền cho ổng rồi lấy hai sắp. À cái giờ cái mình nói cho ổng rồi tới đó là tôi cầu ông lên lấy hên xui. Tính sao? Tính sao mới được đây cả nhà? Kiếm gái rồi khi bà cầu ổng đâu nghe. Ủa, thằng này không được đâu, nghĩ sao? Thấy chưa? Mà tôi cũng nhớ một lần ông bị ma da lôi một lần bỏ chạy cũng chết. Chạy bỏ chết. Ừ. Chạy bỏ ông sư tổ. Lôi mà nó bị khùng đó. Ờ, mất mát nữa. Rồi tôi nói cho ông nghe nè. Gặp ma đuốc cũng làm luôn, làm được. Mà tôi nói cho ông nghe ở đây nè, gái nhóc luôn. Ô, kiếm gì vậy? Lấy không? Gái nhóc luôn mà giác này biết đâu. Thấy. Tao bông dòm có thấy không? Tôi không thấy. Mấy bông kia ẩn hết rồi. Trời ơi, vậy là thấy. Vậy chắc thấy mấy ông. Mấy cô đó sợ rồi đó. Bà đốn xa xa thì cháy. Tiền đây, xa đó. Rồi, ok. Bây giờ cho tiền mấy ông này. Đây đi. Cho tiền mấy ông à, mỗi người khác ha. Hay. Bây giờ cho sư tổ trước này, sư tổ nhận nha sư tổ. À chứ để quỷ mặt đen cho sao cũng vậy đó. Cho ông sư tổ nè. Nói vậy ông cho mượn sách, cho người sách từ từ ông nào cũng tới. Sách 9.5 triệu á. 9.5 triệu thôi nghe, đừng lấy 10 triệu nha. Ô, bao nhiêu tiền rồi, tao thắng được, tao thắng mấy luôn á. Không khờ ra ngồi hết luôn. Người con sư tổ chọn ông mặt đen, ông sống được lâu. Cái cô gái thì người ta cũng nhín nhín thôi. Mà tôi nói vậy nó mười mốt á. Nhập nghèo sao nhín được. Lại đây cô gái. Nha, bữa nào tôi kêu cái ông lại nha. Thấy ông mặt đen. Này nè, sách này là của mặt đen nè, mặt đen nhận nè. Tiền rồi kìa. Rồi ông cậu, ông cậu à. Ông về ông nhận đi, ông lại nhận đi. Ừ, có nhận được tiền rồi. Đó rồi ta. Tới mặt đen nè. Anh kiếm đem cái cây kìa anh. Cây nhỏ nhỏ kìa anh. Cho ông mặt đen, ông lãnh tiền nguyên chứ để mà trái ông hết rồi ông lãnh tiền rách. Chứ ông nói rách nữa, không công nữa. Bộ ông thấy nhà tôi đẹp lắm sao, ông dòm quá trời luôn nha, ông mặt đen. Ừ mà, ủa, ừ, cái gì vậy? Trời ơi, pháo tiêu khoái kìa. Pháo hả? Có được rồi. Ừ, pháo. Pháo. Ôi, cái hồi nấu thì nó khoái lắm kìa. Có đâu. Còn người khác nó yếu, nó thấy nó sợ. Ừ, thấy không? Rồi đâu rồi? Ủa? Hai ông đâu rồi? Nãy giờ bà cáp kèo với hai ông gì không? Thì cáp kèo ổng rồi. Kèo ông... gì? Cáp kèo ổng đi phụ quốc ma gia. Ông nào? Đăng ký? Ông quỷ sư tổ. Mặt trắng á. Ổng nói trời ơi, mặt đen nó không bị lôi rồi. Nó không dám đi đâu, nó mà làm gì. Để tao làm cho. Vậy hả? Ổng nói có đó, cầu ổng rồi ổng làm. Ừ. Rồi, vậy thì mới rỗng đi đâu mất tiêu.
không ẩm. Người ta hưởng nhân đèn, hưởng cái tiền bạc bánh nước xong người ta về chứ đâu. Mà nói nghe, ông quỷ mặt đen á. Trời ơi, ổng nghe nói gái là ổng quái. Thiệt. Vậy mà ông sư tổ ông nói... Lúc trước là ổng mê gái lắm mà. Kiếm ra đàn bà giá về cho sư tổ nữa mà. Ông nghe nói gái, ông nghe nói già, chứ ông cũng khoái. Háo ăn, háo gái, lum la chân á. Xấu á, mặt cũng xấu, tánh cũng xấu. Rồi mắt sao, mắt sao? Là lòi ra hả? Mắt ổng ủi vậy nè. Phải không? Mặt ổng đen mà, ổng thẹt là đen không nhỉ? Mắt bao lớn, mắt cỡ. Ủi vậy nè. Vô cái ổng nhây 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 nhây. Mắt bự như cái hộc mít vậy đúng không? Giống như mắt con cá gì bữa họ mua về đó. Cá thu hả? Cá thu, cá thu 20 kg hả? Trời ơi, dòm vô hết hồn hết vía luôn. Chơi gớm vậy trời. Vô tự nhiên dòm cái tự nhiên. Nói da gà ra hả? Mấy da gà này nữa. Điều hết hai luôn. Ghê quá. Thôi vậy thôi dẹp. Thôi đi, giờ ổng ẩn ông mất tiêu rồi. Thôi mà ổng hứa rồi. Ổng hứa là ổng giúp. Thôi chị mình vô thôi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà.